giữ gìn nghề truyền thống. Để từ đó thì nhiều thanh niên tiếp nối phát huy nghề, khẳng định được bản lĩnh và tìm được thị trường ổn định cho sản phẩm của gia đình và quê hương. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục tìm hiểu trong phần cuối của Việt Nam Thức Giấc. Viên Hoài Lương đã trở lại trường quay với những thông tin cập nhật mới nhất trong 6 giờ 30 phút và bên cạnh đó là biên tập viên Quang Việt đến với những thông tin thể thao. Chào buổi sáng anh ạ. Vâng, xin chào chị Hương Thảo, chị Hoài Lương và kính chào quý vị khán giả. Rạng sáng nay thì cũng đã diễn ra hàng loạt những trận bóng rất là đáng chú ý. Vậy thì những diễn biến cụ thể như thế nào vậy hả? Thường thì thời điểm này chúng ta nói về việc là các đội bóng lớn sớm giành quyền đi tiếp, nhưng ngày hôm nay thì ngược lại một chút, chúng ta lại nói về những đội bóng lớn đã sớm bị loại với những kết quả rất là bất ngờ. Dạ vâng, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật cụ thể hơn ở trong phần thể thao. Còn ngay bây giờ thì tôi và biên tập viên Hoài Lương sẽ điểm qua những tin chính được các trang báo sáng nay đăng tải. Thưa quý vị, mở đầu là báo Người Lao Động với nhận định của Chủ tịch Eurocharm tại Việt Nam, ông Alan Kani. Việt Nam mang lại cơ hội đầu tư lớn cho doanh nghiệp châu Âu. Vâng, bài báo này thì cũng chỉ ra rằng là các công ty Việt Nam và châu Âu có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và cam kết chung của Eurocharm về phát triển bền vững. Tác giả bài viết cũng trích lời của Giám đốc Điều